cái đó là tiếng Úng. Tắt rồi thì ba tiếng Úng ạ. Không muốn chúa chơi quá. Không chúa chơi lâu lâu ăn không gì. Tốt nó về. Ngày hôm nay chưa con mới có biết lấy chị ăn thịt từ bà khai được cái nó về đó. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, chị không nhìn rồi. Cái gì? Hôm qua lại không ra mà quay. Cái mạ nén lún gì thì quay cái chi. Thật. Nó mới đẹp. Đi quay là phải mặc váy dân tộc. Chưa, váy mường. Họ buộc lên họ nhăn nhăn hàm răng. Ta cứ mồm hoàn từng tí một ở bên đến bắt cái con luôn. Ủa, cũng quan ra à? Thôi đi mua bắt từ đây này. Quá. Ôi, cái quay ạ. Cái đường bố, con đòi bỏ cái đứa bóng thôi đi, có tí lại lừa mẹ ra ngoài chứ ạ. Chết cha rồi, cái limo mất rồi đây này. Bốn con cháu lại chuồn limo mất rồi. Đó. Chứ con vô này sao chấn lại gì? Chấn lại á? Chứ con vô này. Ui, mất hết rồi nhàng ngọt. Ui, hắn ở một, hắn ở cái sao? Ở đây có bắt được hắn cũng con nước như vừa đó ạ, móc một con nước nó chẳng luôn cả một con cứng là ám luôn cơ mà hay rồi, cho các cái bò bò đi nè, đây nè đấy đây nha, liên thật sự đây 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 đó. Ừ. Ừ. Chạy lùn trên con bò là cố đó. Chạy là mới phải vui lên. Ừ, cái nó ngoài. Hèn mất rồi. Thế rồi. Má. Buồn chưa? Độc như thế.
Thank you.